Trao đổi với phóng viên, Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an đã bác bỏ thông tin có hơn 1.000 xe máy bị thiêu rụi trong tầng hầm nhà CT4. Cụ thể, ông cho hay, trong sáng 12 tháng 10, lực lượng chức năng mới tổ chức kéo đầu điện chiếu sáng vào trong tầng hầm tòa nhà để tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ việc. Thiệt hại thế nào còn phải chờ công tác khám nghiệm mới có thể thống kê đầy đủ. Ông cũng cho biết thêm, ba tòa nhà chung cư có 1.200 hộ dân sinh sống. Đến trưa 12 tháng 10, toàn bộ các hộ dân ở CT4B và CT4C đã được về nhà để dọn dẹp. Khoảng 50% dân cư tòa nhà CT4A cũng được về nhà. Sau khi tiến hành hoàn tất công tác khám nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các hồ sơ phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, qua đó có ý kiến chính thức tới các cơ quan liên quan về công tác phòng cháy chữa cháy của chung cư này. Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, vụ cháy đêm ngày 11 tháng 10 đã bùng phát trên diện tích hơn 1.500m2 trên tổng số 4.600m2 khu hầm liên thông 3 khối nhà CT4A, CT4B và CT4C. Lửa đã thiêu rụi khoảng 200 xe máy, 1 ô tô, 45 xe đạp của người dân để dưới hầm. 5 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng gần 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường. Tổng số xe được huy động bao gồm 9 xe chữa cháy, 12 xe thang và cứu hộ. Hàng chục xe chở nước cũng đã có mặt để cứu hỏa.